nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, rồi thành phẩm, hàng hóa, theo từng kho và theo từng thứ, vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa. Thì như là cái tài khoản 152 á, là tài khoản chi tổng hợp. Nhớ các bạn, tài khoản 152 là tài khoản tổng hợp, nó sẽ được ghi nhận ở trên sổ cái. Còn ví dụ như trong 152 đó là nguyên vật liệu nó có cái gì? Ví dụ như mình may quần áo đi thì nó sẽ có vải 1, vải 2, vải 3, vải 4. Ví dụ như vải hoa nhí, vải hoa to, vải hồng, vải xanh, vải trắng chẳng hạn. Thì khi đó, đó chính là chi tiết nhà. Nó sẽ cái sổ chi tiết đầu tiên nó sẽ là sổ chi tiết của tài khoản 152 và là hoa nhí chẳng hạn, vải hoa nhí. Rồi sổ chi tiết thứ hai là sổ chi tiết tài khoản 152 mà là hoa to chẳng hạn. Thì đấy chính là sổ chi tiết, thì mình theo dõi từng cái loại mặt hàng như vậy thôi nhá. Và tổng của tất cả các sổ chi tiết nó cộng lại nó sẽ phải bằng cái sổ cái của tài khoản 152. Nghĩa là số tổng đấy, số tổng của 152 chi tiết sẽ bằng số tổng của 152 trên sổ cái nha. Thì đấy, hay ví dụ như 156 cũng vậy, 155 cũng vậy, mà 153 cũng thế. Ví dụ 153 thì mình có gì? Kìm, kéo, búa, dao. À, vậy thì bây giờ kìm thì có một cái sổ chi tiết khác, mà kéo cũng có theo dõi trên một sổ chi tiết khác, mà búa cũng vậy, dao cũng thế nhá. Thì tổng của bốn cái sổ chi tiết về công cụ kìm, kéo, búa, dao như vậy nó sẽ phải bằng số tổng hợp ở trên sổ cái của tài khoản 153. Thì đấy là đối với đại sổ chi tiết nha. Rồi bây giờ mình đi vào từng sổ chi tiết một nhé. Đây, có cái sổ chi tiết này, sổ chứng từ nha. Thì các bạn sẽ phải xem à, những cái sổ như thế này này, ví dụ sổ cái nhé. Sổ cái nó sẽ chú thích cho các bạn là dùng cho hình thức nào. Thấy không? Thì cái sổ cái này nó sẽ dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ, thì nó sẽ có cái mẫu như thế này. À, cái mẫu như thế này. À, vậy thì mình không dùng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ thì mình sẽ không dùng cái mẫu này, mà chủ yếu ở trong cái bài tập của mình ấy, đó là cái hình thức kế toán của mình là hình thức nhật ký chung, bởi vì cái này là đại đa số các doanh nghiệp nó sử dụng là nhiều, nên do đó là mình cái gì phổ biến thì mình học nhá, cái gì phổ biến mình học trước, còn những cái gì không phổ biến thì mình tự nghiên cứu. Được chưa? Rồi, bây giờ mình tìm cái hình thức nhật ký chung. À, đây cũng là sổ cái nhưng mà dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ. Đó. Rồi, sổ nhật ký chung. Nhật ký chung thì các bạn thấy này, nó sẽ không có cái chú thích là dùng cho hình thức nhật ký chung đâu. Bởi vì sổ nhật ký chung thì chắc chắn chỉ có một hình thức, đó là hình thức nhật ký chung thôi, chứ làm sao mà chứng từ ghi sổ mà sử dụng nhật ký chung được. Đó. Vậy thì khi đó những con mỗi một cái hình thức nó sẽ có một cái sổ đặc thù. Ví dụ như hình thức nhật ký chung thì nó sẽ có cái sổ đặc thù là sổ nhật ký chung. Còn sổ cái thì hình thức nào, hầu như hình thức nào nó cũng có. Hay ví dụ như trong hình thức nhật ký chung, ngoài cái sổ nhật ký chung ra nó sẽ còn những cái sổ nhật ký đặc biệt nữa. Ví dụ như sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền chẳng hạn. Đó. Đó. Thì hay ví dụ như sổ nhật ký bán hàng, thì đấy là những cái sổ đặc thù của một cái hình thức. Cụ thể ở đây đó là hình thức nhật ký chung. Còn đối với đây, nhật ký thu tiền và nhật ký chi tiền, đây cũng là một cái loại sổ đặc thù nhá, của cái hình thức nhật ký chung, nên người ta sẽ không chú thích là cho hình thức nào đâu. Được chưa nào? Rồi sổ cái, đây sổ cái dùng cho hình thức kế toán nhật ký chung. Đó là các bạn sẽ phải lấy cái này ra. Được chưa nào? Thì lát nữa cô sẽ gửi cho các bạn cái mẫu này, các bạn thấy này. Nếu như các bạn lấy ở trên cái phụ lục số 4 của thông tư 200 này, thì các bạn sẽ thấy cái sổ của mình ấy nó có một mẫu như này thôi nhá. Cái phần này nó có một mẫu như thế này, rồi các cột nó bé xí như thế này, làm sao viết. Rồi trong khi đó cái lề thì nó còn đùng ra như thế này.
thì không thể nào mà viết hay là ghi nhận những cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho một cái sổ mà được thiết kế như thế này nhá. Vì khi đó là mình sẽ phải thiết kế lại. Một là các bạn để trên file Word thì các bạn phải design lại những cái cột này cho nó rộng ra hoặc nó to ra, nó dài ra. Hai là các bạn để trên Excel nhá, để trên Excel thì các bạn sẽ kéo kéo dòng ấy, kéo dòng ví dụ như này ha, mình lấy trên Excel đi, giả sử mình làm trên Excel nha. Sử mình làm trên Excel nè, làm trên Excel ha, thì thứ nhất là phải có tên đơn vị đúng không, đơn vị này. Cái này các bạn thì tự đánh bởi vì cô không không có làm cái mẫu trên Excel đâu. Địa chỉ này cô chỉ lấy từ cái của thông tư ra thì cô chỉ để trên Word thôi, còn ai mà muốn làm trên Excel thì các bạn tự động các bạn làm, thì làm trên Excel nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Vì sao? Trên Excel nó có cộng tự động với các bạn, nó hoặc là các bạn sử dụng công thức thì khi làm các bạn sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha, nhanh hơn rất nhiều. Và cô khuyến khích các bạn sử dụng trên hình thức Excel. Ví dụ cái sheet đầu tiên của các bạn đổi tên thành nhật ký trùng hay là số cái chẳng hạn, số cái của 111 chẳng hạn nha. Rồi có cái sheet của hai của bạn đó là nhật ký trùng. Đó, thì nhật ký chung bao giờ cũng phải để trước sổ cái, kéo qua. Đó, thì mình đang làm cái mẫu sổ cái đúng không? Xong rồi đến tên sổ cái. Nhà, sổ cái. Rồi đến tên tài khoản là cái gì? Số hiệu tài khoản là gì? Đúng không? Rồi tiếp theo là đơn vị tính là gì, chắc chắn là đồng rồi chứ không còn đơn vị tính khác nhá. Thì mình cứ làm như thế này đã, xong rồi lát nữa mình căn chỉnh gì thì căn chỉnh sau. Chờ sau đó này, sau đó đến phần tiếp theo đó là nếu mà các bạn nào mà không nhớ thì các bạn có thể thu nhỏ lại thành hai cái màn hình nhá, hai cái màn hình hai bên. Thực ra nó có một cái cách thu màn hình hai bên nó rất là dễ thôi, nhưng mà do cô mở quá nhiều file trên màn hình này nên cô sẽ không sử dụng cái cách đó được. Còn nếu các bạn muốn đấy thì các bạn chỉ như thế này, đây mở hai file lên thôi, thông tư này, book này, giả sử cho to lên ha. Thì các bạn có cách như sau, các bạn sẽ ấn vào đây, ấn vào cái chỗ này. Nó không đó, nó sẽ thu về nhá, nó sẽ thu về. Thì tại vì ở trên cái máy của cô á, cô mở nó khá nhiều file, và cái thứ hai nữa là cô mặc định cho cái máy của cô là thu về với cái kích cỡ như thế này để sử dụng nhiều file trên cùng một lúc. Ở đây cô có thể sử dụng được một lúc 6 file. Thế vậy nó tự động nó chạy về cái kích cỡ nhỏ như thế này. Còn nếu như mà các bạn ấy thì các bạn bình thường ấy nó chỉ có hai file thôi thì nó sẽ tự động nó sẽ chỉnh cho các bạn về đúng hai file, chia ra hai cái màn hình như thế này. Đó, chia ra. Còn bây giờ do là cô cài nó, cô kêu nó là 6 file trên một cái màn hình đó thì nó sẽ bị chỉ để nhỏ nhỏ như cái máy của cô thôi. Rồi, rồi bây giờ đến ngày tháng ghi sổ đúng không? Ngày tháng ghi sổ này nhá. Thì các bạn nếu mà sử dụng Excel thì nó tiện hơn rất là nhiều, bởi vì sao? Mình sẽ không phải kéo dòng hay là chỉnh cột mất nhiều thời gian đâu. Vì đây các bạn thấy nha, cái ngày tháng muốn ngày tháng ghi sổ to hay nhỏ thì mình cũng có thể căn chỉnh được. Cái thứ hai nữa là sau khi dùng số tiền ấy, mình cũng sẽ tự động mình đánh cái dấu chấm hay dấu phẩy vào cho nó được này. Rồi trộn ô trộn dòng gì đó là mình cũng làm được. Rồi mình có thể dùng ví dụ như là số cái đúng không,
Sổ cái là căn cứ vào chứng từ để mình ghi, nhưng mà sổ chi tiết thì sẽ căn cứ lấy số liệu từ sổ cái xuống hoặc là từ chứng từ xuống. Thì mình có thể sử dụng những cái hàm trên Excel, ví dụ như VLOOKUP, HLOOKUP hoặc là hàm SUM, IF, SUM gì đó. Cái này các bạn đã học Excel rồi nhá, các bạn đã học về cái kế toán trên Excel rồi, những cái phần như thế này thì cô nghĩ là các bạn cũng đã biết đến nó rồi. Và có khi một số bạn cũng rất rành về những cái lệnh của Excel này đó. Thì cô không nhớ là nếu như trước đây khi mà cô đã từng dạy cái môn kế toán Excel rồi đó, thì đợt đó cô dạy là các bạn có được làm về hoàn toàn bộ những cái sổ này, có nghĩa là người ta đưa ra một cái dữ liệu và nó sẽ liên quan đến những cái sổ nhật ký chung này, sổ cái này, sổ chi tiết này, và các bạn lập toàn bộ những cái sổ đó trong một doanh nghiệp. Rồi đến cuối kỳ các bạn sẽ lập những cái báo cáo. Và khi mà các bạn nộp bài, các bạn sẽ nộp toàn bộ sổ và cái báo cáo cho giáo viên. Thì bằng bằng file nha các bạn. Rồi khi các bạn làm bài thi đó, nó cũng là những cái đề thi liên quan đến thiết lập những cái công thức cho những cái sổ, để khi mà mình ấn enter là nó ra chạy dữ liệu luôn, hoặc là lọc chẳng hạn, tự động lọc á. Thì đấy là khi mà cô được dạy cái môn liên quan đến hệ thống thông tin nhá, thì nó là như vậy. Còn hiện tại bây giờ thì cái thời lượng về về kế toán Excel như thế nào thì cô không rõ, bởi vì cô không có dạy môn này nữa. Nhưng cô nghĩ các bạn vẫn được làm kế toán trên Excel đó, chỉ có điều là thời gian nó như thế nào thôi, nhiều hay ít thôi. Đấy thì các bạn có thể thiết kế ở trên này nhá. Rồi sổ cái rồi này, sổ sổ cái thì có nhiều sổ cái. Rồi sau đó là mình đến cái gì? Sổ chi tiết. Chi tiết. Đó, 152 đúng không? Thì sổ chi tiết 152 nó có nhiều sổ chi tiết 152 thì các bạn phải chi tiết ra, ví dụ như vải, hoa nhí chẳng hạn. Đó, hoặc là ví dụ như nếu như là mà nó có cái mã số thì mình ghi là 152 gạch ngang là chẳng hạn như thế này. Cô ghi chú cho nó như thế này thì VHN chẳng hạn, thì nó là 152 VHN chứ không phải hoa nhí nữa. Mình cũng viết tắt vải hoa nhí thôi. Được chưa nào? Thì khi đó là tùy theo cái bài nó có cái mã của cái mặt hàng đó hay không, thì các bạn sẽ sử dụng cái mã để cho cái tài khoản 152 nha, chứ không cần ghi tên lên nữa, bởi vì cái mã là nó sẽ tương ứng với cái tên rồi. Chưa? Đấy. Thì các bạn, cô khuyến khích các bạn làm trên Excel. Nhóm nào mà làm trên Excel thì cô sẽ cộng điểm thêm. Nhóm nào mà làm trên file Word đó, thì cô sẽ được bao nhiêu cô để điểm cái nhiêu thôi. Bởi vì sao? Vì trên Excel nó chỉ có một file duy nhất và nó có nhiều sheet. Cô xem là cô xem một lần luôn. Còn trên Word đó cô phải tắt cái này đi, đừng mở cái kia lên, tối xíu mệt lắm, tâm cũng mệt nữa. Đây là A là trên Excel là cô khuyến khích cô sẽ cộng thêm điểm nha. Đấy, thì các bạn là rồi sổ chi tiết, cái mẫu sổ chi tiết đây. Cái nhật ký chứng từ số 6 này, này là của hình thức nhật ký chứng từ đấy. Và các bạn nhớ này, đối với sổ chi tiết của một của thành của hàng tồn kho nó khác với lại sổ chi tiết của phải thu phải trả nhá. Làm B.
Bảng cân đối số vaccine. Bảng cân đối số vaccine là cái mà các bạn phải làm khi các bạn ghi sổ xong rồi. Sổ chi tiết, sổ tiền gửi ngân hàng. Sổ tiền gửi ngân hàng chính là sổ chi tiết cho tài khoản 152 hoặc là sổ cái của 152 thì gọi là sổ sổ tiền gửi ngân hàng, hoặc là sổ tiền mặt đó, gọi là sổ sổ cái của tài khoản tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng. Đây, sổ chi tiết đây. Sổ chi tiết thanh toán với người mua người bán có nghĩa là hai cái tài khoản này nó trên cùng một cái tên nhá. Nghĩa là tên thì là tên chung nhưng mà tài khoản thì là khác nhau. Ví dụ này, đầu tiên là tài khoản 131 đúng không? Nhưng đối tượng của 131 ví dụ như là công ty A chẳng hạn thì nó là một cái sổ. Đây thì sổ đây, sổ chi tiết đấy. Được chưa? Các bạn sẽ thiết kế theo một cái mẫu này. Rồi, loại ngoại tệ. Ví dụ cái này là bằng ngoại tệ nha, còn cái trên kia là bằng tiền mặt nha, tiền tiền Việt Nam đồng nha. Này là ngoại tệ, là những cái công ty mà giao dịch chủ yếu trong một công ty bằng ngoại tệ thì mới sử dụng cái này thôi. Còn không là các bạn sẽ không sử dụng nhá. Rồi chi tiết tiền vay là vay những ngân hàng nào. Kế ước vay số mấy thì theo dõi từng trên từng sổ chi tiết một. Hiện tại thì không có tài khoản 311 nha. 315 là nợ đến hạn trả. Nghĩa là nợ gốc đó. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh. À, như vậy các bạn cũng sẽ có này. Rồi, bây giờ mình sẽ có một cái yêu cầu của cái bài tập nhóm như sau nhé. Yêu cầu của bài ghi sổ này. Thứ nhất này là các bạn làm nhóm, rất là làm nhóm nha. Thứ hai, không mới nhớ ra cái gì quên rồi nè. À đúng rồi. Trước khi làm bài, trước khi làm ghi sổ, hãy hoàn thành yêu cầu sau. Yêu cầu như thế này, đó là hoàn thành bảng dữ liệu sau, bảng thông tin sau chứ, thông tin sau đây. Rồi cái bảng thông tin này nó sẽ gồm những phần sau đây này. Thứ nhất là nghiệp vụ nha. Nghiệp vụ số mấy, ví dụ như số 1 hay là số 2 hay số 3, số 4 chẳng hạn. Đó. Thì đó là đầu tiên, là cột đầu tiên. Cái thứ hai là chứng từ liên quan. Chứng từ liên quan. Không, chứng từ liên quan. Ví dụ như nghiệp vụ 1 là rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt chẳng hạn. Ví dụ nha. Ví dụ là nghiệp vụ 1 là rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. Đã nhận được giấy báo nợ. Chẳng hạn. Thì khi đó này, chứng từ liên quan ở câu này sẽ đầu tiên sẽ phải làm. Đầu tiên sẽ phải là giấy báo nợ trước. Giấy báo nợ ha, là cái mà các bạn có trước đã này. Rồi sau đó này, đó là giấy rút tiền này. Giấy rút tiền này.
Rồi. Tiếp theo là rút tiền về thì phải nhập vào trong quỹ này, phiếu thu này, phiếu thu. Dạ, thì đấy là chứng từ liên quan. Ừ. Rồi thứ hai là sổ sách liên quan. Sổ sách liên quan. Chờ, sổ sách liên quan thì đầu tiên nó sẽ phải có sổ nhật ký chung. Nhật ký chung. Thứ hai là sổ cái tài khoản 111 phải sổ cái tài khoản ví chung đi tài khoản 112 và sổ sổ cái tài khoản 112 thì 112 là có ngân hàng cụ thể đúng không? Thì nó sẽ có sổ chi tiết tài khoản 112 nhá. Sổ chi tiết tài khoản 112 và các bạn cụ thể đó là ngân hàng nào. Được chưa? Rút tiền gửi ngân hàng nè, là ngân hàng Agri chẳng hạn. Chi nhánh số 1 chẳng hạn nha. Thì sổ chi tiết 112 ở đây đó là Agri chi nhánh 1 đó. Thì các bạn sẽ phải ghi vào cái sổ này, như vậy là vừa phải ghi vào sổ cái mà cũng vừa phải ghi vào sổ chi tiết luôn. Được. Rồi, tiếp theo nữa là cái phần này là cái phần liên quan đến sợ đi. Rồi, đó là định khoản. Định khoản nha. Định khoản thì ở đây mình sẽ ghi là gì? Nợ tài khoản 111 có tài khoản 112. Thôi, bạn chỉ cần ghi như thế thôi. Đây chính là cái bảng mà cô yêu cầu các bạn phải hoàn thành nha. Giờ nó sẽ gồm 4 cột. Đó, 4 cột nó sẽ như thế này nha. Được chưa nào? Như vậy là các bạn sẽ dựa vào cái đề bài của mình ấy, các bạn sẽ hoàn thành một cái cột như thế này và các bạn nộp kèm theo cái phần sổ sách với chứng từ. Được chưa? Phần sổ sách với chứng từ nhá. Khi mà các bạn nộp bài thì các bạn nén nó lại thành một file file nén luôn nhá, chứ mình không có để rời rạc thành từng một file, thì từng file để nộp cho cô, mà các bạn phải nén nó lại để các bạn gửi một lần duy nhất thôi, gửi một lần một và một file. Còn nếu như mà bạn nào mà chót sai sót gì muốn gửi lại thì phải nói cô để cô thay thế, bởi vì khi các bạn gửi là cô lưu nhá. Và khi mà cái file của các bạn ấy, như là cái tên file này, rồi tên file nè, nha, thì sẽ là nhóm mấy, nhóm, rồi đang là bài tập ghi sổ, bài tập ghi sổ đấy, thì đấy là tên cái file của mình, bài tập ghi sổ là nhóm số mấy, tên nhóm này, bài tập ghi sổ này. Chưa? Rồi trong đó sẽ bao gồm nè, gồm cái thứ nhất là cái bảng thông tin nhá, nhất là cái bảng thông tin, phía trên. Chưa? Cái thứ hai là sẽ một cái liên quan đến chứng từ. Chứng từ thì các bạn phải đánh số nha, phải đánh số nghiệp vụ, cho chứng từ. Nghiệp vụ cho chứng từ.
ví dụ như là ví dụ một là nghiệp vụ một sổ cái mùa mùa một ha, rồi một sổ cái mùa một hai chẳng hạn đó, rồi đấy là cái đối với cái nghiệp vụ này nhá. Rồi tiếp theo nè, một này, nhật ký chung này, à cái này là quên chứng từ mà, quên quên sorry, một là giấy báo nợ chứ, giấy báo nợ đúng không, giấy báo nợ ha. Rồi tiếp theo là giấy rút tiền, còn sổ thì các bạn làm trên đấy rồi, làm chung vào một cái sổ rồi thì nó sẽ không có phân biệt nghiệp vụ đâu. Đây là phiếu thu. Đó. Đánh số cho chứng từ thôi. Được chưa nào? Đang nói về chứng từ thì đang nói về sổ. Đấy, thì đấy là có ba cái giấy như thế này thì mình sẽ phải có, phải đây là cái cách ghi nhận của cái chứng từ kèm theo cái số nha. Rồi tiếp. Hai là sổ sách. Nên sổ sách này. Thứ ba là báo cáo tài chính. Gồm ba mẫu là gì, báo bảng cân đối kế toán, cân đối kế toán này, rồi báo cáo kết quả nè, kết quả hoạt động này, rồi báo cáo lưu chuyển tiền tệ này, lưu chuyển tiền tệ nhá. Đấy, còn thuyết minh báo cáo tình hình tài chính thì cô sẽ không cần đâu, không cần thiết cái đấy, nó cũng không cần đến cái đấy, nên là các bạn là không phải làm. Chưa nào, còn gì nữa không nhỉ? Gì nữa không ta? À, cái này phải có danh sách nhóm nha các bạn. Đầu tiên là phải có danh sách nhóm. Được chưa? Danh sách nhóm kèm mã số sinh viên vân vân đó nhá. Như vậy là trong một cái file nén của các bạn sẽ phải có bao gồm 5 cái phần như này. Chưa? Sổ sách là làm trên file Excel, chứng từ làm trên file Word nó sẽ dễ hơn nhá. Chứng từ làm trên file Excel thì nó hơi khó để thiết kế đấy các bạn ạ. Chứng từ thì các bạn làm trên, đa số là làm trên file Word thôi. Báo cáo tài chính thì làm trên file Excel nó sẽ dễ hơn, bởi vì làm sổ sách là làm trên, làm luôn vào báo cáo, nghĩa là trong cái file Excel này của mình này là mình sẽ có một cái sheet liên quan đến báo cáo bảng cân đối kế toán, một cái sheet liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động và một cái sheet liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Rồi một cái sheet nữa liên quan đến báo cáo thuế, quên đấy, báo cáo thuế. Báo cáo thuế nhóm, thì cái bài tập nhóm này này các bạn có thể là hoàn thành xong cái bài thực tập của mình xong rồi các bạn làm cũng được, cô không yêu cầu các bạn phải nộp ngay nha, không yêu cầu các bạn phải nộp ngay đâu. Rồi thời hạn nộp là khi nào? Đó, thời hạn nộp là hôm nay là ngày 20. 20 cho các bạn đến năm 23 là các bạn nộp báo cáo rồi đúng không? Mốt tháng 5 đi. 31 tháng 5
nhá, 31 tháng 5 nộp là 31 tháng 5. Là mấy giờ ta? 23 giờ 00 à 23 giờ 59 phút ngày. Đó. Nộp là nộp trước 23 giờ 59 phút ngày nhiêu đây? Được chưa? Thì cái này là các bạn phân tự phân công nhau ra để làm nhá. Thì trên danh sách nhóm thì các bạn phải phải cho cô biết là nhiệm vụ được phân công từ từng người. Từng thành viên nhá, nhiệm vụ được phân công của từng thành viên là làm phần nào. Đấy, thì đấy là đối với yêu cầu của bài ghi sổ. Nó chỉ có mấy cái yêu cầu đấy thôi. Thì trong nhóm thì có 5 thành viên. Thì cô nghĩ là cái phần sổ sách ấy, các bạn sẽ phần sổ sách chứng từ các bạn chia ra. Chia ra sau đó các bạn mới tổng hợp lại nhá. Ví dụ chứng từ thì chắc chắn là phải chia rồi này. Ví dụ 5 người mà trong đó cô nói trước luôn ở đây mình có tất cả là 37 cái nghiệp vụ. Thì thực tế ra là chỉ có 35 nghiệp vụ thôi, thường nó sẽ là 35 nghiệp vụ nha. Bài này là 35 nghiệp vụ trên cái đề bài của cô là 37. Nhưng mà thực ra mình mà để từng thành viên làm một đó là chỉ có 35 thôi, còn hai cái cuối cùng là lập báo cáo rồi. Thì hai cái cuối cùng là lập báo cáo tài chính và lập bảng cân đối phát sinh rồi. Thì cái này nó không phải định khoản gì cả nên sẽ không có liên quan đến chứng từ. Nó cũng nên là chỉ có 35 thôi. 35 cái nghiệp vụ thôi nhá. Đó, 35 nghiệp vụ này thì 35 nghiệp vụ này thì các bạn sẽ chia ra mỗi nhóm là 5 thành viên. 5 thành viên thì 5 35 chia 5 là 7, mỗi người 7 nghiệp vụ. Thế đó, chia ra mỗi người 7 nghiệp vụ thì bạn nào làm nghiệp vụ nào thì làm chứng từ của cái nghiệp vụ đấy luôn. Rồi làm có thể là làm sổ sách luôn nhá. Có thể là làm sổ sách luôn của mấy cái nghiệp vụ này. Nhưng chú ý này, khi làm sổ sách ấy thì nó sẽ liên quan đến những dữ liệu của câu trước. Tương tự như thế với định khoản cũng vậy nhá. Thì sổ sách nó liên quan đến định khoản mà và liên quan đến số liệu. Còn chứng từ thì có thể nó cũng sẽ có liên quan đến số liệu, nhưng mà là nhiều khi số liệu nó mình tính được dễ thì sổ phần sổ thì nó sẽ phức tạp hơn. Do đó là các bạn một có hai phương án, một là các bạn ai làm chứng từ phần nào thì làm sổ sách phần đấy luôn. Hai là chứng từ thì làm riêng nhưng sổ sách thì có thể là các bạn sẽ phân chia lại theo một cái cách khác. Ví dụ như ai phụ trách sổ nào chẳng hạn. Ví dụ như có bao nhiêu cái sổ thì mình sẽ ví dụ như là có khoảng tầm 10 cái sổ đi mà trong nhóm có 5 người thì mỗi mỗi bạn sẽ phụ trách hai sổ chẳng hạn. Ví dụ bạn A sẽ phụ trách sổ của tiền mặt và phải trả cho người bán. Đó. Thì ai mà phụ trách phải trả cho người bán rồi phải thu khách hàng rồi tiền gửi ngân hàng, có nghĩa là những cái sổ mà có sổ chi tiết thì sẽ vừa làm sổ cái mà vừa làm sổ chi tiết luôn. Chứ không phải là sổ cái thì mình làm còn sổ chi tiết là người khác, không được nha. Khi mà đã phân công sổ của cái gì mà có dính dáng đến sổ chi tiết là mình phải tự động mình biết mình làm chứ không phải để nhắc nha. Chưa? Đấy, đấy là cái kỹ năng mà làm việc nhóm cho các bạn phải biết việc mà làm. Rồi các bạn nào muốn hỏi cái gì về cái bài tập mà ghi sổ này không? Đề thì cô sẽ gửi cho các bạn. Cô sẽ gửi file cho các bạn cái đề và một số những cái sổ nhé. Một số những cái sổ ở trong này cô sẽ gửi luôn. Những cái mẫu sổ thì nghĩa là có liên quan đến những sổ nào thì một là cô sẽ liệt kê cho các bạn, hai là cô gửi cô có mẫu sổ nào thì cô gửi luôn mẫu sổ đó. Còn thi cuối kỳ thì cô không biết bao giờ thi đâu nha. Mà thi theo hình thức nào thì cô cũng chưa biết.
Do hình thức nào cô cũng chưa biết đâu, có thể là mình cô nhưng mà cô nghĩ thi cuối kỳ thì mình sẽ thi trên giấy thôi, nhưng mà không biết là bao giờ mình sẽ thi, có thể là cuối tháng 6 mình thi đó, thì cuối tháng 6 thì mong rằng nó sẽ hết dịch, cuối tháng 6 Không mình biết thi. bao giờ thi giữa kỳ vậy cô? Kỳ hả? Cô chưa có thông báo nhưng mà cô nghĩ là chắc là trong tuần sau thì mình sẽ thi giữa kỳ ấy. Dạ. Bây giờ không thi giữa kỳ nữa rồi mà thay bằng bài tập lớn thôi em. Không có thi giữa kỳ nữa rồi, làm bài tập lớn thôi. Làm bài tập trên e-learning thôi. Đấy. Dạ. Nội dung làm bài tập trên e-learning sẽ bao gồm 3 chương, là chương số 1 này, chương số 3 và chương số 4. Chương số 1 là về đầu tư, chương số 3 là về phải thu phải trả nội bộ, là tài khoản 136 với 336 đấy. Rồi chương số 4 là về trái phiếu và cổ phiếu, là phát hành trái phiếu cổ phiếu nha. Các bạn ôn kỹ ba cái chương đó nhá. Bây giờ cô ngồi cô xạ cô đánh cô lấy nốt cái bài 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 về báo cáo tài chính để cô gửi cho các bạn nhé.